Xin chào, mình là Khánh Vinh. Ngày hôm nay thì Khánh Vinh sẽ dẫn các bạn đi đến khắp nơi trong Sài Gòn này. Chúng ta sẽ tìm những điểm check-in sống ảo cũng như là những điểm những món ăn ngon tại Sài Gòn này. Nghe thôi là đã thấy hấp dẫn đúng không nào? Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy theo Khánh Vinh chúng ta đi tìm hiểu Sài Gòn nha. Các bạn thân mến, hiện tại thì Khánh Vinh đang có mặt tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Nơi đây được xem như là thiên đường của những loài hoa Đà Lạt tại Sài Gòn. Và nếu như chúng ta phải mất quá nhiều tiền để lên Đà Lạt để có được những tấm hình check-in sống ảo, thì ngay tại chợ hoa này, Khánh Vinh tin chắc rằng các bạn sẽ có rất nhiều tấm hình đăng lên Facebook, khoe với bạn bè. Nào, đi thôi! Tên. Các bạn thân mến, hiện tại thì Khánh Vinh đang có mặt tại một trang hàng hoa. Nơi đây thì có rất là nhiều loại hoa có nguồn gốc từ Đà Lạt nè, và chắc chắn là sẽ có nguồn gốc từ những nơi khác nữa. Ở đây thì Vinh thấy rằng có hoa hồng nè, hoa lan nè. Có rất là nhiều loại hoa mà Vinh cũng không biết tên luôn. Nơi đây thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được những cái tấm hình mà khoe lên Facebook hoặc khoe lên Instagram là đảm bảo là rất là nhiều like luôn. Hãy cùng với Khánh Vinh chúng ta chụp hình nhé. Ở tại shop hoa này thì Khánh Vinh thấy rằng những loại hoa ở đây thì rất là tươi và luôn luôn là được giữ ẩm để cho cái sự tươi và đẹp của hoa. Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ phỏng vấn chủ shop hoa này một chút xíu để xem là shop hoa này mình khai thác một chút xíu thông tin về shop hoa các bạn nha. Dạ em chào chị ạ. Thì không biết là tiệm hoa của mình á, thì những cái hoa ở đây em thấy rất là tươi, thì không biết là hoa của mình thì được nhập từ đâu chị ha? Hoa của mình hả? Nhập từ Đà Lạt về. Dạ. Hoa Trung Quốc qua. Hoa từ Đà Lạt về, hoa là Trung Quốc qua. Ở đây mình có bao nhiêu loại hoa là chủ yếu hả chị ha? Nhiều lắm hả? Không hết luôn. Rồi. Em thấy ở đây là mình có cửa hàng bên này nữa là cũng của mình luôn hả? Dạ, chị ha? Của mình luôn. Là ở đây mình có tới cả hai cửa hàng là của mình hết. Dạ, cho em hỏi là cái shop hoa của mình thì mở cửa vào lúc nào chị ha? Mở cửa sáng đêm luôn. Shop hoa này thì hoạt động suốt ngày và cả đêm luôn hả chị ha? Quả thật là các bạn có thể đến đây vào bất kỳ thời gian nào, bởi vì chúng ta luôn có hoa tươi để có thể chụp hình check-in sống ảo. Và ở đây thì con thấy có rất là nhiều loại hoa. Nhưng mà con muốn mua cái loại hoa hướng dương như thế này, thì cho con hỏi là cái bó hoa hướng dương này của mình giá bao nhiêu vậy cô? 400 ngàn một bó hoa. Còn ví dụ như nó nhỏ hơn một chút xíu này thì cái đó cũng bằng giá. Cũng bằng giá luôn. Vậy thì bông hồng nó có khác giá không cô hả? Bông hồng cũng 400-500. Là giá đây dao động thì các bó hoa ở đây là 400-500. Là 400 là chuẩn. Dạ. Còn ví dụ như muốn mua một cái lãng to như vậy là bao nhiêu? Lãng to vậy là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Cái này là 1,2 triệu. Tùy theo khách đặt. Và hoa ở đây thì rất là đa dạng. Và cũng mức giá thì nó cũng rất là đa dạng. Cho nên là các bạn có thể đến đây mình chụp hình check-in sống ảo. Các bạn có thể lựa chọn và các bạn có thể mua để trưng ở nhà mình, hay là tặng cho bạn bè, người thân gì cũng được. Kỷ niệm hay là sinh nhật người yêu rồi đó. Sinh nhật người yêu nữa, đúng rồi đó. Những ai có gấu hay là những ai không có gấu luôn, chúng ta phải đến đây mua hoa. Nếu mà có gấu thì chúng ta tặng gấu của mình, không có gấu thì chúng ta tặng bản thân. Tặng bản thân mình. Như là con nè, con vẫn chưa có người yêu. Tặng người thân nè. Các bạn thân mến, bên trong chợ hoa Hồ Thị Kỷ thì còn có một nơi được gọi là chợ Campuchia. Và người ta thường hay đồn rằng bên trong chợ này có rất nhiều món ăn ngon. Nãy giờ thì chúng ta đã đi chợ hoa mỗi chân rồi. Bây giờ Khánh Vinh mời tất cả các bạn cùng với Vinh chúng ta đi tìm hiểu chợ Campuchia nhé. Xin mời. Cái này là cái gì vậy cô? Cái này khua trâu không em? Hả? Khua trâu. Khua trâu hả? Là mình làm ở đây hay là mình làm ở bên? Cái này đặc sản về Campuchia em. Là mình từ Campuchia qua. Còn cái này là cô rắn. Rắn bông súng á. Con rắn hả? Ủa là con rắn nó bự như vậy luôn hả cô? Không phải, nó nguyên con, cái này nó lọc ra rồi. Cái đó là nạc không? Lên cái này là ở đây mình bán như thế nào ta?
À, cái này khô trâu là chị bán 700 một ký. Ừ. Khô rắn cũng 700, còn này là khô bò. Khô bò. Khô bò này em nướng lên luôn. Các loại này đều nướng hết em ạ. Này là chế biến mình nướng thôi hả? Nướng rồi thì nó ngon hơn. Mình nướng nó có cái nguyên tắc hay là cái gì không? Có cái không em, cái dạng nó như khô bí quyết gì để cho không nó ngon à? Không có hả? Nướng sơn thôi. À. Đây là lạp xưởng. Ở đây là mình có là lạp xưởng nè, khô trâu nè, này là khô rắn, khô bò. Này khô rắn này nó lạ quá hả cô ha? Dạ lạ. À. Cái này đặc sản của người Campuchia, đây là thịt vịt của Campuchia mình. À là thịt vịt luôn. Nó không phải làm như hàng ở đây, hàng Việt Nam mình để làm hơi ngọt ngọt, còn cái này nó thiên nhiên, nó tự nhiên chất luôn mình ngon luôn. Này là mình cũng chế biến là mình nướng luôn. Chế biến nướng hay chiên cũng được. À. Ở đây mình đa dạng quá ha cô ha. Đây là đặc sản bò hóc như thế nào? Nấm bò hóc. Ừ. Bò hóc rồi. Bò tía. Cô cái chèn sấy, cái lóc nè, đủ hết em ạ. À. Cô cái cha biển hồ. Các bạn có thể thấy đấy, ở đây thì ở tại gian hàng quán này thì chúng ta có rất là nhiều loại khô. Và như là cô nói thì những cái loại khô này nó đều là đặc sản của Campuchia. Và nếu như là bạn có thích thú thì hãy ghé lại đây, ghé tại hàng quán này. Các bạn có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm và đem về nhà. Biết đâu đó thì nó sẽ phục vụ cho cái bữa ăn gia đình của mình đúng không nào? Vậy thì còn bây giờ thì Vinh là muốn hãy vô trong để xem nó như thế nào nhé. Ừ, em chào anh ạ. À. Ở đây mình bán cái món gì anh ha? Cá. À. Cá gì ạ? À? Cá lóc. Cá lóc, cá lóc. Làm cái món này mình gọi là món gì vậy? Món nấm bò chóc. Nấm bò chóc. Là nấu cá với nấu gì hả? Trước mắt đầu tiên là mắm bò hóc. Ừ. Cá lóc. Rồi cá chúc. Cá chúc. Cá. À. Là cái món này là gọi là đặc sản của Campuchia ha anh ha? À. À, em nghe đồn á là cái món cái mắm bò chóc. Nùm bò chóc. Nùm bò chóc à, thì nấu từ cái mắm bò chóc đúng không? Mắm bò chóc. Mắm bò hóc. Mắm bò hóc. À, nó khác gì so với mắm bình thường của người Việt Nam anh hả? Mắm tự nhiên, thiên nhiên. À, còn mình về phương pha chế là thành ra nó có bằng thịt nó và nguyên chất nó ngon, thơm ngon hơn. Còn của mình pha chế đường hay hoặc là cái nghe hấp dẫn quá. Chơi một món liền đi, chơi một tô liền ha. Các bạn thân mến, ở chợ Hoa Hồ Tuy Kỷ á, thì người ta đồn là có rất là nhiều món ăn ngon. Và ngày hôm nay á, thì Khánh Vinh được giới thiệu một món gọi là bún nung bò chóc. À, và để xem là cái món này nó có ngon như là mọi người đã đồn hay không nha. Mời tất cả mọi người. À. Ôi, nhưng mà hình như là mình quên một thiếu. Hình như là ăn cái món này á, là phải có kèm rau sống nữa thì nó mới ngon. Thoạt nhìn á, thì cái tô này nó giống như là tô bún cá của người Việt Nam mình. Nhưng mà ở đây á, nó có một chút xíu khác là trong này thì nó có một có cá lóc này. Thì là chắc chắn rồi, đây là nguyên liệu chính. Có thêm một chút xíu mắm mà hồi nãy chủ quán gọi là mắm bò hóc. À, rồi thêm một chút xíu là rau mà thường mình dùng, nhưng mà thường á một chút xíu rau là rau muống và bông chuối, đúng rồi, và một chút xíu giá. Nhưng mà thêm vào đó nó một cái lạ nữa là Vinh thấy nó mình có một chút xíu đậu que ở đây, thì nó là hơi là lạ so với cái món bình thường mà Vinh thường ăn. Để xem là một miếng cá nó sẽ như thế nào các bạn nha. Thịt cá thì nó rất là mềm, nhưng mà nó ngấm cái vị của mắm bò hóc á các bạn. Nó có cảm giác như là
nó rất là lạ so với cái vị mà Vinh thường ăn ở cái món bún cá bình thường của mình. Ngon lắm luôn các bạn ơi. Cho nên á, nói là đến chợ Hoa Hồ Thị Kỷ thì phải ăn thử cái món này, thật sự là như vậy. Nãy giờ ăn ngon quá nên là quên tương tác với mọi người luôn. Cái loại thật sự là đây là lần đầu tiên trong đời mà mình được ăn một cái món nó đặc trưng với Campuchia như vậy. Không biết là ở bên Campuchia mình có được ăn như vậy hay không, nhưng mà tại vì trước đó tới bây giờ mình chưa bao giờ được đi Campuchia hết. Nhưng mà chắc là sau đợt này thì mình sẽ phải lên một cái ý định để mình đi Campuchia mình ăn thử cái món này bên đó xem là nó có giống như là cái vị mà mình ăn ở chợ Hoa Hồ Thị Kỷ không các bạn nha. Thịt cá thì đã được chủ quán người ta loại bỏ hết xương rồi, cho nên là các bạn khi ăn á, mình cũng không cần phải lựa xương giống như là cực khổ khi mà mình ăn cá bình thường nữa. Mọi người ơi, hãy nhớ là đến với chợ Hoa Hồ Thị Kỷ và chúng ta phải thưởng thức cái món móng nung bò chóc này để thưởng thức được cái hương vị đặc sản của Campuchia các bạn nha. Mời mọi người. Và ở tại quán đặc sản Campuchia này thì chú chủ quán còn tâm lý đến nỗi là chuẩn bị cho Khánh Vinh một cái món chè như thế này. Mời các bạn nhé. Đây được gọi là chè thập cẩm. Ở trong chè thập cẩm này á, thì nó có đầy đủ các món trộn lẫn với nhau. Và theo chú nói với Vinh là ở đây chúng ta có bí nè, có bánh lọt nè, một chút xíu cái này gọi là thốt nốt và đậu xanh. Đúng rồi, chúng ta sẽ có một chút xíu nước cốt dừa nữa không nào. Hãy thưởng thức xem cái món này là nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Một tiếng nữa. Và các bạn ơi, trong loại chè thập cẩm này á, thì Vinh thấy là nó có một cái miếng bí nó rất là đặc biệt. Để xem, cho mình thử một miếng nha. Điều đặc biệt trong cái loại bí này á, là nó có một phần gọi là nhân sữa, làm từ bột sữa tươi của Thái Lan. Nó để ở giữa cái phần bí này nè, cho nên là nó tạo nên một cái miếng bí của mình. Nó có vừa có vị béo của bí tự nhiên, nhưng mà ở bên trong á, thì nó còn có một chút xíu là ngọt ngọt và ngậy ngậy của sữa. Và nó giống như là bánh răng của mình vậy đó, nhưng mà nó lại hơi hơi có một chút xíu bí nữa, cho nên là cái vị này nó rất là lạ. Ngày hồi xưa đến bây giờ Vinh đã được ăn rất là nhiều thứ, rất là nhiều cái món bánh răng, nhưng mà cái này chắc cũng không phải gọi là bánh răng đâu nhỉ. Nhưng mà thật sự là nó rất là đặc biệt luôn, cho nên là thấy nghĩ là các bạn cũng phải nên, khi mà ăn cái món bún vừa xong á, hãy nên ăn thêm một món chè này nữa. Và chắc chắn là nó sẽ khiến cho bạn cảm thấy là rất là sảng khoái luôn. Hạt thốt nốt thì nó sẽ làm cho cái vị chè này, sẽ làm cho cái món chè này nó bớt ngán đi. Tại vì khi mà mình ăn một cái miếng bí nó như thế này, nó béo cộng với sữa tươi, nó cũng béo nữa, thì mình ăn một miếng hạt thốt nốt thì nó có cảm giác như là nó sẽ cảm giác là bớt ngán hơn so với là nếu mà chúng ta chỉ ăn những toàn là thức béo thôi. Dạ, con chào chú. Chào con. Dạ, hồi nãy giờ thì con đã được ăn những cái quán tại món mình á, nhưng mà chắc là cho phép con được hỏi một vài câu để cho tất cả các bạn khán giả chúng ta biết được cái địa điểm, cái những cái thông tin về quán mình ha chú ha. Dạ. Cho con hỏi là không biết là cái quán của mình mở được bao nhiêu lâu rồi chú? Mở vào trên 30 năm. Trên 30 năm rồi. Ngày xưa là ông già với bà già mở, bà già mất giờ truyền lại cho con. Vậy là quán mình được hai đời rồi ha chú ha. Vậy thì con có thắc mắc á là không biết là những cái nguyên liệu của mình á là mình nhập từ Campuchia về đây hay là những nguyên liệu này mình sẵn có ở Việt Nam chứ hả? Này, ví dụ là mình nhập từ Campuchia về. Rồi, ủa vậy cá là? Đây là cá là bè từ Campuchia về, cá biển hồ á. Là cá biển hồ Campuchia về luôn. Là bè về.
Ồ, tất cả những nguyên liệu ở tại đây đều là từ Campuchia về hết. À, vậy là cái tô bún hồi nãy mà con được ăn là vị nguyên bản của Campuchia luôn. À, đây là chú giới thiệu cho con, đây là mắm bò hóc. Dạ. Mắm bò hóc ở Campuchia. Ừ. Mắm bò hóc này thì nó làm từ cái gì vậy chú? Cá nguyên con rồi nó đập đầu nghĩ là bỏ vô ốc. Dạ. Cấp muối vô rồi bỏ vô lưu ấy thôi, không có gia vị bỏ đường bỏ này kia nọ. Là tự nhiên. Chỉ là cá với muối vô rồi thôi, ốp vậy là mắm. Wow. Là mình là mình không có gia vị gì như mình ở Việt Nam mình ướp đường ướp này cái gọn nó là vậy. Là mình không cần gia vị gì hết cho nên là muối với cá rồi. Hèn chi là hồi nãy là con cảm thấy là nó rất là nó ngọt. Đúng rồi, cái tô bún của mình nó rất là ngọt. Vậy thì một câu hỏi nữa đó chính là không biết là cái quán của mình mở cửa và đóng cửa vào lúc mấy giờ để cho tất cả các bạn có thể đến đây được hả chú ha? Sáng khoảng là 6 giờ đến 11 giờ. Dạ. Và các bạn nhớ nha, chúng ta hãy đến từ 6 giờ đến 11 giờ tại quán Bún Nùm Bò Chóc tại chợ Hoa Hồ Tị Kỷ để có thể thưởng thức những món ăn đặc sản của Campuchia. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì chương trình Đi Đu Đi Đâu đã đưa các bạn đến với chợ Hoa Hồ Tị Kỷ cũng như là chợ Campuchia tại Sài Gòn. Và nếu như các bạn có bất kỳ địa điểm sống ảo nào tuyệt vời ở tại Sài Gòn hay là những món ăn ngon thì hãy nhớ nhắn với kênh mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.